Thưa quý vị và các bạn, thành phố Phú Quốc vừa phát hiện đưa đi cách ly y tế kịp thời một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trước khi vào đảo. Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, vào lúc 3 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021, anh Ngô Đức Thành làm thủ tục mua vé phà Thạnh Thới Private 06 đi Phú Quốc tại bến phà Hà Tiên, tiếp xúc một nhân viên bán vé. Sau đó chạy xe lên phà có tiếp xúc một nhân viên soát vé, rồi ngủ trên xe, không tiếp xúc ai cho đến khi đến bến phà Thạnh Thới Phú Quốc vào khoảng 7 giờ 15 phút và chạy xe lên chốt kiểm dịch 7 dòng để khai báo y tế và test nhanh COVID-19. Kết quả hai lần dương tính và được đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Qua truy vết, cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly 16 trường hợp F1 tiếp xúc gần với anh Thành, trong đó có 7 thuyền viên, 7 tài xế xe, 2 phụ xe đi chung chuyến phà và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 16 trường hợp F1 đều cho kết quả âm tính.